thì bệnh viện nhiệt đới trung ương đã xác định là cái bệnh nhân này đã có dương tính với COVID-19. Về họ tên của bệnh nhân là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1993, hộ khẩu tại số 3 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, và hiện nay đang tạm trú tại 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Kết quả theo dõi và xét nghiệm thì và trên cơ sở cái tin báo của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Chí Bí thư Thành ủy thì đã ngay từ 18 giờ cho đến giờ phút này là 22 giờ thì Ban chỉ đạo đã họp. Thế và đã có kết quả ban đầu thì chúng tôi xin thông tin cái lịch trình liên quan đến toàn bộ các cái lịch trình của bệnh nhân trong cái thời gian vừa qua như sau. Cái thứ nhất là chị Nhung này thì trú tại 125 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Thế và đi du lịch tại Anh với mục đích là du lịch trên chuyến bay từ Hà Nội đi London vào đêm ngày 15 tháng 2 năm 2020. Thế và đến London vào sáng ngày 16 tháng 2 năm 2020 và đến tạm trú tại 34 Gracchus, thành phố London cùng với chị gái. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, chị Nhung cùng với chị gái đã đi từ London đến Milan của Ý để du lịch bằng đường hàng không. Thế và đến Milan thì ở tại tầng 4 của khách sạn Hyatt của Milan. Trong quá trình du lịch tại Milan thì chị Nhung cùng với chị gái thì có đi tham quan du lịch và mua sắm tại thành phố Milan. Thế và đến chiều ngày 20 tháng